Sáng ngày 26 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo thành lập theo quyết định 850 trên quy đề TTG ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, triển khai nghị quyết 98 trên 2023 trên QH15 của Quốc hội, gọi tắt là Ban chỉ đạo 850. Dự phiên họp có các đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư, Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, đầu tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Tổ trưởng Tổ công tác thuộc Ban chỉ đạo 850, đã có báo cáo gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo kết quả thực hiện nghị quyết 98. Theo báo cáo, sau hơn 3 tháng thực hiện nghị quyết 98, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 27 triển khai nghị quyết 98, tổ chức hội nghị bàn kế hoạch hành động và giải pháp triển khai thực hiện nghị quyết. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng thành lập ban chỉ đạo và ban điều hành triển khai nghị quyết 98, thống nhất chủ trương trình chính phủ ban hành nghị định mở rộng phân cấp ủy quyền cho thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 12 nghị quyết triển khai thực hiện nghị quyết 98. Nổi bật có nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm, xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, thành lập Sở An toàn thực phẩm, cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức. Thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh tập trung phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ ban hành các nghị định, hướng dẫn thực hiện nghị quyết 98. Đồng thời, phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư chuẩn bị chương trình nội dung phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo 850 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phổ biến quán triệt nghị quyết 98 tại các hội nghị, hội thảo do thành phố chủ trì, chuẩn bị xây dựng các cơ chế đặc thù thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 11 năm 2023, dự kiến trình 6 nội dung.